nước rãi chảy ròng, nhưng mà cho ăn chuối một cái thì miếng to cái là phi la chê đây. Mi hôm nay bị đau răng à, nó đến mức một cái mức ở đấy là nó ngắn lắm rồi, nó không thể đẻ được nữa. Nào ôm nhau cái nào. Siro ảnh ngoan nhất luôn, Siro là ngoan nhất nhà. Đây đây, Pina ăn đi. Rồi, ở yên đấy ăn thôi. Merci. Ngoan không? Anh không mời đâu nhá. Đấy. Này Siro. Lúc nào mà Siro không ăn nữa, Siro bảo anh nhá. Anh với Siro chị ăn. Hai đứa kia hôm nay là nó có bánh quy là nó ăn là nó chê chuối rồi. Chuối ngon như thế mà nó chê. Chúng ta làm mấy quả để dành lại mấy quả để mai ăn. Còn mấy quả này nhá, mai chỉ có anh với Siro ăn thôi. Hai đứa kia hôm nay nó chê chuối là đây là nải chuối cuối cùng rồi, hết chuối rồi. Bà với mẹ chê thì mai nhịn. Siro thích ăn thì mai anh với Siro còn mấy quả để dành để mai ăn. Mi ăn không? Đây. Không ăn nhanh mà làm khách là hết. Còn có 5 quả thôi. Mấy đứa, hai đứa kia chán rồi thì thôi, anh không mời đâu, không ép phải ăn. Làm cố chứ ăn không cần phải cố. Mì. Siro không cần phải cố đâu nha, lúc nào mà không thích ăn nữa là nhảy xuống nha. Còn nếu mà vẫn còn ăn, vẫn thấy ngon thì ngồi đây ăn. Bình thường ấy, một nải chuối này thì chúng ta ăn là thòm thèm, chia cho, coi như là chia cho ba con. Siro. Bình thường một quả chuối là nó ăn thòm thèm, coi như chia cho ba con với lại chủ nữa, coi như là chia 4 phần. Mỗi phần cứ tính ra là khoảng 5 quả, 5 quả 6 quả thôi. Siro ăn nốt miếng này. Đây. Đấy, thế là Siro cũng ăn đủ rồi đấy. Siro bây giờ là Siro nể chủ lắm, Siro ăn. Bởi vì hôm nay đây thử nốt miếng này. Rồi thêm đúng một miếng nữa thôi. Bởi vì anh chót cầm ra tay rồi, anh không ăn được. Này, Siro, ăn luôn miếng này. Ăn đi. Ok. Không ai để rơi vậy được. Ăn hộ anh đi, ăn hộ. Được rồi, anh biết là chán rồi nhưng mà ăn hộ. Ăn hộ anh. Anh để ra tay để anh ăn là sao được. Siro ăn hộ anh đi. Siro ngoan nè. Nào. Siro ngoan, ăn hộ, cố hộ anh miếng này. Cố nốt, cố. Ngán lắm rồi hả? Thế để không, ngồi yên đấy. Để cho chị Mi họ một miếng là Mi, Yumi à. Mi ăn đi. Trời, Siro, cố hộ anh miếng này. Chị anh bóc ra rồi. Anh cầm ra tay thì anh đâu ăn được, không thì anh ăn luôn chứ. Đây này, nhá, anh bóc quả mới để anh ăn nhá. Chứ không phải là anh chán đâu. Đây này. Đấy. Anh vẫn đang ăn ngon. Đây. Ngồi yên để ăn luôn. Không ai chơi bài để rơi vậy. Ăn hộ anh. Anh vẫn đang ăn nguyên quả đấy. Siro. Hộ gì? Không để lãng phí.
Ngán lắm rồi hả? À. Thôi thế thì miếng này bỏ vậy. Đấy. Thôi quyết định còn hai quả này quả lại để mai chém. Tức là hôm nay là chúng nó ăn hết là siro là nó phải nể chủ lắm thì nó ăn hộ mấy miếng mà nó cũng nể nó đến mức một cái mức ở đấy là nó ngán lắm rồi nó không thể nể được nữa. Nào ôm nhau cái nào. Trời, siro anh ngoan nhất luôn, siro là ngoan nhất nha. Hôm nay siro ăn hộ anh mấy miếng ngoan nhất luôn đấy, để mọi người thấy được là gì, là con chó nó rất là hiểu ý là một cái, thứ hai nữa là chúng nó hiểu cái lời nói của mình này, và nó có sở thích của nó, và nó chiều mình khi mà nó đã ăn chán rồi mà mình nhờ nó ăn hộ. Mọi người để ý cái thái độ của nó còn cố nó ăn, tức là nó chán lắm rồi nhưng mà nhờ nó đấy, ở đây đấy no quá rồi nó chán lắm rồi nhưng nó vẫn cố nó ăn, bởi vì chủ nhờ đấy là nể chủ lắm mới ăn đấy, mà phải cực kỳ là nể thì mới ăn mấy lần, chứ còn không là hai con dời kia, là hai con dời này là bảo chúng nó chỉ chiều có một lần thế này, chiều có một lần thế là chúng nó chuồn luôn này. Con Pila chiều một lần hai lần nhỉ, Melsi cũng chiều hai lần ba lần gì đấy. Siro nó phải chiều, nó phải ăn hộ anh khoảng năm lần, nó chán lắm rồi anh bảo nó ăn là nó còn ăn đấy. Bà với mẹ là phải học con đấy, học cháu đấy. Ôm nhau cái này, thế nào ngoan này anh ôm nào. Không, Melsi từ từ. Siro ôm Siro ra. Ôi, Siro yêu quá. Ok nhá. Thế Melsi đây đây. Hôm nay là tí tã rồi hả? Còn hai quả chuối hết rồi. Hai quả này là ngày mai nếu mà có ăn đấy thì là sẽ chỉ có anh với con Siro ăn thôi nhá. Là chúng ta cái đấy chúng ta phải vui vẻ, chúng ta chấp nhận nhá. Bởi vì hôm nay là anh mời là hai đứa chỉ có cố có một lần thôi, không chịu từ chối, không chịu hy sinh, không chịu ăn cố khi anh mời. Chỉ có con Siro là nó ăn cố thôi. Thì ngày mai hai quả này là phần của anh với Siro nhá. Ok, Melsi vui vẻ nhá. Là mai sẽ không ăn chuối nữa. Phải mấy ngày nữa thì mới có buồng chuối mới cơ. Chứ ba nải là ngày hôm qua một nải này. Hôm nay một nải. Sáng nay à đâu, hôm kia một nải, hôm qua một nải, hôm nay là nải cuối cùng được. Nải này là nải cuối cùng ba nải. Ok. Ok. Đó. Có cái ai mà gần gũi con chó ấy thì mọi người xem kỹ cái video, cái thái độ của Siro khi mà nhờ Siro ăn cố ấy. Ngán lắm rồi vẫn ăn cố đấy, ăn xong để còn ợ đấy, đấy thì mọi người sẽ biết được là cái con chó nó có hiểu không, con chó nó có hiểu được những cái điều chúng ta nói không, con chó nó có cái cảm xúc của nó có cái sự chủ động của nó hay không, nó có chiều mình hay không, nó hiểu được mọi thứ đó chứ không phải là nó không hiểu đâu. Siro nhỉ. Siro bé nhất nhưng mà Siro rất là ngoan. Melsi cũng ngoan nhưng mà này, Siro này là nó chịu hy sinh hơn đây này. Mà cái hy sinh này nó không phải cái vất vả khó nhọc gì mà chỉ là ăn hộ thôi. Nó chỉ là ăn hộ thôi mà nó hy sinh hơn đấy. Ok, nào thôi giờ rồi, để anh dọn đi. Bye bye mọi người nhé. Mai chị ạ.
hai quả này là mai anh với Siro ăn.